thầy cũng cố gắng nói. Bởi vì tôi không phải là tôi giảng cao, tôi ỷ cái tài hay là tôi muốn cho các vị không hiểu. Ai có dạy gì mà ông thầy giáo đi dạy học trò mà muốn học trò không hiểu bao giờ. Sở dĩ muốn khơi cho các vị sống lại với cái phẩm chất của chính mình. Còn mà giảng mà để mê tín dị đoan, tôi không giảng. Phật giáo không phải mê tín dị đoan. Giảng mà để quý vị tin là có ông thành thành này, ông thánh kia, tôi không giảng. Bởi vì Phật giáo không chấp nhận nhất thần giáo, Phật giáo không chấp nhận đa thần giáo, mà chính mình là Phật, tâm ta là Phật, Phật là Phật đã thành, ta là Phật sao? Sẽ thành. Mình phải tin khả năng mình, khả năng thành Phật. Chứ còn không thể mình tin mình là chúng sanh hoài được. Mình không phải là chúng sanh, mình là Phật. Vì vậy mà có một vị thầy viết cái câu chuyện là cửa tùng đôi cánh gài. Cửa tùng đôi cánh gài là sao? Xưa kia có hai huynh đệ tu với một vị thầy ở trên núi. Thì người anh mới nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, mình đã khôn rồi, bởi vì mình đi cầu học lâu năm rồi. Cho nên muốn xuống núi để độ sanh. Muốn xuống núi. Vì vậy mà ông thầy thì không biết cái lòng đệ tử này nó cũng hỗn động lắm. Nó nghĩ nó giỏi rồi, nó hiểu rồi, nó muốn xuống núi. Cho nên ông thầy này mới nói thôi, con muốn thì thầy chiều, thầy đồng ý cho con xuống núi. Trước khi làm đệ tử nó đi, ông thầy ông mới tặng cho một cái gương. Đó, bây giờ nó khó lòng nữa nè. Gương, mà quý vị biết cái gì không? Đó, hả, bây giờ nói cái kiến thì nhiều vị thì kêu cái gương thì lại nói cái gương, cái kiến tôi không biết. Trong này bây giờ quý vị muốn tôi nói kiến hay nói gương? Cho nên một từ nó cũng một chữ thôi cũng là khó rồi, thấy không? Ông thầy nó tặng cho một cái gương. Cái gương đó có tên là mê ngộ cảnh. Cái gương tên là mê ngộ cảnh, nghe quý vị nhớ những cái danh từ sắc đặc biệt. Thì cái gương này đó mà hễ mà rọi tới mặt người nào á thì biết người đó là tốt hay xấu. Ông thầy nói thôi, con hồi nhỏ tới lớn tu trên núi với thầy, cho nên con không hiểu được cái thế gian này nó lắm trò, nó lắm manh nha, nó lắm gian trá đó, nhưng mà cũng lắm thiện pháp, nó cũng lắm người tốt mà cũng lắm người xấu. Thôi thì con chưa có hiểu sâu sắc được đâu, cho nên thầy tặng cho con cái mê ngộ cảnh này nè, để rồi con đi xuống đó, con rọi, con gặp ai con cũng rọi coi người đó tốt hay xấu. Thế thì ông học trò mới cầm cái gương mê ngộ cảnh, cái trở cảnh là cái kiến, cái gương đó, mê ngộ cảnh, cái gương tên là mê ngộ. Số thì gặp hai chị em cô bán giải, rồi cái giọng rao bán giải rất là hay, rất là nhân hậu, rất là dễ thương. Thì ông này mới hỏi sao cái cô này có bán giải mà nghe cái giọng hay quá. Thôi, để lấy cái mê ngộ cảnh ra rội cái cô này là cái gì. Thì ai ngờ lấy cái mê ngộ cảnh ra rội thì hai cô này, thì hai con quỷ đầu thai. Ông này ông quả mà ông bỏ ông chạy. Rồi ông đi chỗ nào, ông gặp người nào cũng lấy ra ông rội hết. Thế thì ông rội không bao giờ thấy cái người hiền. Ở cái chỗ này ông có gì nhớ nè. Lấy cái mê ngộ cảnh đó mà rội, gặp ai cũng xấu hết trên đời. Đi bao nhiêu thời gian rồi mới suy nghĩ ở thế gian này vậy thì tìm người tốt ta không thấy. Sao ta rội đâu cũng thấy xấu không à. Cho nên ông mới cầm cái mê ngộ cảnh nó trở về. Cuộc đời nó phong sương, nó bão táp trở về. Thì ngày đi đó, thì trước khi ông đi ông dòm lại. Ông dòm lại ông thấy thầy mình có trồng ở trước cửa chùa hai cái cây tùng. Cho nên ông ấy giống như là ấn tượng khi đi, khi mà cách xa thầy, cách xa bạn bằng hai cái cây tùng này làm minh chứng. Cho nên bây giờ ngài trở về, bao nhiêu năm sương gió, bây giờ cầm cái mê ngộ cảnh trở về. Thì khi trở về thì hai cây tùng nó đã lớn rồi, các cái cành lá nó chằng chịt với nhau. Tại vì mình hồi đó là sư huynh, mình là sư huynh cho nên định rằng là mỗi khi mà cây ca đồ nó xuyên với nhau, nó giao thoa với nhau, cỏ rác nó lên thì mình lớn, mình làm, mình gánh giác.
Rồi từ ngày mình đi mấy bao nhiêu năm rồi thì ở nhà em mình nó đâu có làm nổi, thầy mình thì ngày một yếu. Thì vậy cho nên giờ cái hai cái tùng này nó ngã, nó nghiêng với nhau. Cho nên gọi là cửa tùng đôi cánh dài. Thế thì bây giờ về cái buổi ban trưa mà thầy thì tới giờ chỉ tịnh, định vô chào thầy, nhưng mà vừa chạy tới cửa thì hai cái tùng nó đã gài lại. Cho nên ông sư đệ mới ra, ông nói sư huynh, anh đi bao nhiêu năm anh mới trở về, ở nhà thì thầy thì càng lúc càng già, em thì không thể nào thay anh mọi việc được. Thôi thầy còn nghĩ anh em mình đi ra ngoài suối để tâm sự, để nói là những cái chuyện vui buồn khi trong thời gian anh đi cho em nghe, rồi em sẽ nói những cái việc gì đó khó khăn khi ở nhà không có anh cho anh nghe. Thế thì hai anh em mới rủ nhau ra bờ suối tắm để nói chuyện, anh em nói chuyện. Thì người em, người sư đệ mới nhắc đến sư huynh. Trước khi sư huynh đi đó, em nhớ là thầy có tặng cho sư huynh cái mê ngộ cảnh. Thì ông sư huynh nói rằng có, anh nhớ rồi, cái mê ngộ cảnh nó luôn ở trong anh. Thì sư đệ mới vậy thì cái mê ngộ cảnh đó, anh có rội ai không? Anh có soi ai không? Thì ông sư huynh nói có, gặp ai anh cũng lấy anh soi hết á. Nhưng mà thế gian này soi không có người nào tốt hết em à. Thế gian này anh soi không có người nào tốt hết. Cũng như gặp thầy nào anh cũng muốn mời về chùa Vạn Hạnh đó, mà sao anh soi không có thầy nào tốt hết trơn á. Gặp thầy nào anh cũng muốn rủ về chùa ở với anh em mình hết. Bởi anh em mình cực quá rồi, mười mấy năm rồi, muốn về để dọn dẹp, muốn về để hướng dẫn, muốn về để phụ với anh em mình. Nhưng mà mình rồi sao không thấy ông nào đẹp hết trơn, ông nào không xấu như tài tài á. Cho nên cuối cùng sao? Ông em nói huynh huynh, bây giờ em hồi đó giờ anh rồi mọi người không, mà anh có rồi anh không? Anh có rồi em không? Thôi bây giờ anh em mình đứng gần nhau, huynh có thể lấy cái mê ngộ cảnh ra, huynh rọi anh em mình coi huynh. Ông anh, đúng là nghe, đúng là bao nhiêu năm trời, mười mấy năm trời còn lấy cái mê ngộ cảnh ra rọi người ta không chứ không rọi mình. Đúng là, thôi em đứng gần đây anh lấy ra rọi. Thế thì rọi thấy hai con ngạ quỷ nó hiện trong cái gương, mới giật mình. Thế thì cuộc đời này, ông nói tại vì là cuộc đời này anh tưởng đâu người ta xấu hết, anh em mình tốt, ai giờ đội vô mình cũng sao. Cũng xấu. Cái câu chuyện đó là cửa tùng đôi cánh dài. Các vị tìm cái câu chuyện đó mà đọc. Tôi nói như vậy để chi các vị? Để thầy trò huynh đệ mình, bây giờ mình hãy đội lại chính mình. Thật sự ra trên đời này không có cái gì là đẹp hoàn hảo. Thì mình cũng như vậy và mọi người cũng như vậy. Bởi vì sống cuộc đời này phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là hư vọng. Cho nên thôi thì mình cũng cố gắng, mình chấp nhận, mình bằng lòng. Do cái phước duyên của mình may mắn thì mình gặp được thầy lành bạn tốt. Còn nếu phước duyên mình không có may mắn thì mình gặp những cái nghịch cảnh vậy thôi. Vì vậy mà có một nhà họ mới biết gì, còn gặp nhau hãy cứ vui, chuyện đời như gió thổi mây trôi, nhục vinh như nước mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Thì như vậy thì cái bước ban đầu của chúng tôi muốn hướng dẫn cho quý Phật tử á, là nếu các vị chấp nhận bằng lòng ngồi lại bằng cái tình thương thì mọi việc nó sẽ thành tựu. Còn nếu các vị ngồi mà nó thưa rỉnh thưa rãng, cái tâm nó luôn lúc nào cũng có những cái sự phân biệt, thì dầu có Phật sống lại ở đời đi nữa cũng không cách nào mà nhắc nhở mà trao truyền Phật pháp được hết. Cho nên dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Cái thuốc mà cứu người được là cứu cái người chưa hết số. Chứ còn người hết số rồi thì
dầu có lão là, gì đó lão lão thượng gì đó lão quân lão quân mà có luyện bao nhiêu tiên đơn tiên dược đi nữa mà người gánh số thì cũng bỏ tay thôi. Phật quá hữu duyên nhân, Phật độ được là độ cái người có duyên Phật mới độ, còn vô duyên rồi thì Phật cũng không độ được. Cho nên á, cái tam năng tam bất năng á, mà tất cả quý thầy phải học và Phật tử cũng phải biết là gì, năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử sự nhi bất năng quá đạo vô duyên. Có thể biết cái tánh chúng sanh đó, nó muốn cái gì đó, nó làm cái gì đó, nó hành động ra làm sao, nó nghĩ làm sao đó, mình biết đó. Mà dầu mình có thương, mình có giúp, mình có giáo hóa, mình có chia sẻ, mình có hạ với nó hay mình thượng với nó đi chăng nữa, nhưng mà nó vô duyên với mình rồi thì cũng bó tay thôi, cũng cách nào nói được thôi. Vì vậy mà cái người có duyên rồi đó thì nghe thấy ghét cũng thành thấy thương, mà cái người mà vô duyên rồi đó thì dầu nghe có thương cũng đã thành thấy thì ghét. Cho nên nói với tôi là tôi vẫn thẳng nè. Bởi vì nếu ai có duyên với tôi thì dầu tôi nghe cái lời nặng nhưng mà vẫn thương, bởi vì tôi nói vô tư. Còn mà tôi nói ngọt á, mà dầu không thương đi chăng nữa, không có duyên chăng nữa, thì dầu có nghe cái lời ngọt ngào thì vẫn là không có duyên với nhau. Cho nên Đức Phật nói rất rõ là năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử sự nhi bất năng quá độ vô duyên. Cái thứ hai là gì? Năng không như thiết tứ, thành giảng pháp như trí, nhi bất năng tức diệt định niệm. Biết được, mình có thể biết được tất cả cái tướng trên cuộc đời này là không đó. Chúng sanh nó cũng biết vậy đó, nó cũng biết là nay còn mai biển đó, nó cũng biết là nay còn mai mất đó. Nhưng mà sao? Cái nghiệp nó, cái sanh tử nó đã lầm lũi, nó đã chịu đựng rồi, thì nó đã, cái nghiệp nó đã cố định rồi thì nói nó cũng nghe được. Rồi có nhiều người sắp chết rồi mà vẫn nắm vàng trên tay. Tôi nói hồi đó tôi có một cô Phật tử mà đây là sanh sự thật, mà cổ sống từ hồi nhỏ tới lớn không có gia đình, mà cổ ở chùa luôn đó, cổ ở chùa có công quả cho tới khi hòa thượng. À, tôi nói đây tôi chỉ luôn cái chùa ngay chỗ Cò Bông á, nếu ai mà xưa mà ở Bà Chiểu ở Cò Bông xuống có chùa Thiên Hưng á, ôi của Hòa Thượng Thiên Hưng á, mà cái chùa bây giờ tên là Đại Giác, chùa nhỏ thôi. Ở của tôi Hòa Thượng cũng tu hành đàng hoàng, mà cổ thì cũng phát tâm của tu hành, cũng tu tại gia, cứ sáng cổ tới cổ nấu cơm, chiều cổ về, rồi tiền bạc thì cha mẹ để lại, nói cổ sắm vàng, hộp xoàn, cổ sắm hai tay. Khi mà cổ gần chết có bị ung thư đó, tôi là người tới đó tụng cầu nguyện, mà quý thầy cũng tới đó hộ niệm đó. À bây giờ tôi nói tới hộ niệm, trời ơi, lại niệm Di Đà rác cổ đó. Mà nói cô ơi, bây giờ tôi nói cô Diệu Thanh nghe nè, cô Diệu Thanh, cô buông đi. Mấy người em nói chị ơi, chị buông đi, chị buông đi không. Phải mở mắt ra, phải đòi cho được hai tay, nắm hai cái vàng hộp xoàn. Tôi nói đủ thứ hết. Tới chừng mà niệm hồi nào biết Phật Di Đà rước, ai rước biết được cái cổ. Họ nói, hì, cái này xui ra vậy. Tôi nói hộp xoàn nó rớt rổ, vàng rồi, nữ trang nó rớt rổ, vậy đó. Vậy mà mới chịu nhắm mắt. Tức gì thấy cái nghiệp nó cố định rồi, chứ đâu phải ở chùa mấy mươi năm, làm công quả nuôi hòa thượng mấy mươi năm mà giác ngộ đâu có gì, thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói rồi, năng không như thiết tướng, thành giảng pháp như trí, nghi bất năng tức diệt định nghiệp. Rồi cái điều thứ ba nữa là gì? Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nghi bất năng độ tạng chúng sanh giới. Dầu mà anh có đi độ nhiều chúng sanh, anh có làm bao nhiêu điều kỳ tích trong cuộc đời này đi chăng nữa đó, nhưng mà anh nhớ rằng đừng bao giờ anh mang tư tưởng là đổi cái thế giới này thành thế giới Phật. Không có được. Tất nhiên quý vị ơi, giờ các hòa thượng tôn túc lớn của mình, các hòa thượng danh tiếng đó, như là thiền sư Đức Hạnh, thiền sư Thanh Từ, như là ngài Quyền Vi, nhân dân các vị tôn túc mà tôi nói người Việt của mình đó, làm bao nhiêu điều kỳ tích cho không chẳng những Việt Nam, không chẳng những hải ngoại, mà luôn cả thế giới đó. Nhưng mà quý vị thấy có được khen hoàn toàn không? Mà có độ được hết chúng sanh không?
Rồi tôi thấy tội nghiệp thiền sư Nhất Hạnh tới bây giờ là 92 tuổi. Mà rồi bây giờ trên mạng nó cũng nó chửi ngày, nó chửi đêm vậy thôi. Thiền sư Thanh Từ cũng vậy, nó cũng cơ hiềm, nó cũng đói. Ai nó cũng đói hết, nghĩa là đủ thứ chuyện đó chứ đâu có yên được ngày nào. Mà nếu mà các ngài yên nhưng mà chúng sanh nó đâu có yên. Như vậy thì độ đâu phải dễ độ đâu. Cho nên cái chuyện độ sanh á không phải chuyện dễ độ. Độ được là phải độ với người có duyên. Độ được là cái người có tâm. Độ được là người có chịu lắng nghe. Chứ còn cái đầu cứng nhắc rồi thì tôi độ cũng không được nữa. Khó lắm. Thì vậy mà tôi nói các Phật tử là bây giờ tôi muốn chết cho rồi vậy. Thế có bây giờ tôi thấy vì vậy mà hồi xưa Đức Phật là Phật Phật cũng vậy luôn đó. Phật là hồi mà khi mà Phật thành Phật rồi mà giảng cái bộ Kinh Quan Nghiêm là Phật cũng chết rồi đó. Phật nói thôi thôi, giảng Kinh Quan Nghiêm là chừng năm là coi như là bị trống rồi đó. Bởi vì giảng cái lý duyên khởi của Quan Nghiêm trùng trùng pháp giới thì coi như Phật giảng như vậy là họ trống rồi. Họ trống Phật biết là thôi chúng sanh này coi như là cái căn cơ của nó là Phật nói không được. Phật nói thôi Phật nhập diệt. Phật gặp việc, Phật nói Phật gặp việc, nhưng mà cuối cùng là chư thiên thỉnh Phật nè. Đó là Bạch Thế Tôn. Khi mà Thế Tôn từ giả vàng cung ra đi, Thế Tôn có cái hạnh nguyện là Thế Tôn phải tìm ra chân lý, rồi đem cái chân lý đó độ chúng sanh. Mà vậy thì Thế Tôn bây giờ Thế Tôn mới giảng có bộ Kinh Đại Thừa mà Thế Tôn đòi nhập việc là sao? Vậy thì cái tâm Thế Tôn, cái hạnh nguyện Thế Tôn để ở đâu? Cho nên nói như vậy thì Đức Phật mới trụ lại đời. Đức Phật mới trụ lại đời, mới bắt đầu mà cái thuyết kinh A Hàm. Bởi vì á, cái lý Kinh Quan Nghiêm nó cao quá đi. Quý vị biết cái lý Kinh Quan Nghiêm nó thay vì á, hồi xưa giờ mình cái gì mình ở nhân duyên, phải không? Có người thì chấp nhân duyên, có người thì chấp tự nhiên, có người thì chấp hòa, có người chấp hợp. Nhưng mà cái lý cao tổ của Kinh Quan Nghiêm thì Đức Phật nói phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao? Cho nên chúng ta nghe đâu chịu. Nó giống như bây giờ á, quý vị mà Phật tử về vô chùa cúng dường, hồi xưa giờ nói là cúng dường có công đức, gặp lục tổ, gặp sơ tổ Đạt Ma, tổ nói tu hành gì cúng dường vậy mà công đức cái gì? Bằng hạt cải thôi, cái là sao là dẫn liền à. Đó, lương cỡ đế hỏi Phật, hỏi Bồ Đề Đạt Ma gì chứ, sơ tổ vậy chứ giờ á, trẫm cắt 72 cảnh chùa, nghe hồi xưa nuôi Võ Đế cắt 72 cảnh chùa, đúc 72 cái hầm chung như vậy, công đức trẫm ba lớn. Tổ Đạt Ma quay lại nó công đức bằng hạt cải à. Trời ơi ông vua mà nói chơi câu vậy đau không? Bây giờ Phật tử đây mà tôi nói câu chắc là bỏ chùa luôn, mà thù cái bằng sống nó dạ chết đem theo á. Đó Tổ Đạt Ma dám nói với ngài Lương Võ Đế đó, cắt 72 cánh chùa đó, sư Lương đấy cắt 72 cánh chùa, đốt 72 cái hầm chung, nuôi 1.000 tăng ni, vậy mà công đức bằng hạt cải à. Bây giờ mình biết công đức bao lớn mới được nghe, nếu so lại công đức bao lớn. Rồi, thôi thì bây giờ coi như tạm thời tới đây là thầy trò mình cũng gọi là tạm chia tay ha. Huynh đệ cũng tạm chia tay. Tháng sau gặp lại, giờ bữa năm tây thì tôi qua. Như vậy 10 tây là ngày tôi bắt con trai. Rồi cứ bị cố gắng. Thì tôi tặng cái bài, cái tâm thư này quý vị đọc nha. Mong rằng không có tôi mà quý vị cũng luôn luôn được để niềm vui. Thôi thì chúng ta hồi hướng là chúng ta xuống dùng trưa. Nguyện